Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh nộp kho bạc nhà nước hơn 769 tỷ đồng. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong năm 2023 đã phát hiện xử lý trên 650.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 1.500 xe ô tô, 150.000 xe mô tô, 1.200 xe ba, 4 bánh, nộp kho bạc nhà nước với số tiền trên 769 tỷ đồng. Chiều ngày 9 tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, năm 2023, triển khai nghị quyết, chương trình công tác năm 2024 của lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông chủ trì hội nghị. Báo cáo với lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố cho biết trong năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố đã phát hiện xử lý trên 650.000 trường hợp vi phạm, sau cùng kỳ tăng trên 84.000 trường hợp, tạm giữ trên 1.500 xe ô tô, 150.000 xe mô tô, 1.200 xe ba, 4 bánh, nộp kho bạc nhà nước với số tiền trên 769 tỷ đồng. Ngoài ra, trên tuyến giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý trên 3.600 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước với số tiền trên 10 tỷ đồng. Thượng tá Trần Trung Hiếu cho biết trong năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố tiếp tục xác định mục tiêu đặt ra đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố bám sát với phương châm hành động, đánh mạnh, đánh trúng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.